Ji-won, nữ ca sĩ Hàn Quốc thành công nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Cô được biết đến trong nhiều game show và cũng là một ca sĩ. Cô ca sĩ người Hàn gốc Việt này đã có một cuộc sống vô cùng viên mãn và hạnh phúc sau khi kết hôn cùng với Trấn Thành. Nhưng ít ai được biết, cô gái này có một cuộc sống tuổi thơ vô cùng cơ cực. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Ha Ji-won từ một cô gái nghèo khó đến cuộc sống viên mãn bên cạnh Trấn Thành. Đời tư của Ha Ji-won. Ha Ji-won, tên thật là Lưu Ether, sinh năm 1985, được biết đến là một nữ ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình người Hàn Quốc gốc Việt. Tuy về Việt Nam năm 2007 với gia đình để tham gia dự bước nhảy Sitting và lọt vào vòng chung kết, nhưng cô chỉ được công chúng biết đến khi bắt đầu là bạn gái của rapper Đinh Tiến Đạt. Tham gia cuộc đua kỳ thú 2013 cùng Đinh Tiến Đạt, cái tên của Ha Ji-won được khán giả biết đến và yêu thích nhiều hơn. Khi đó, nhớ đến Ha Ji-won, người ta nhớ đến sự hồn nhiên, ngây thơ và thẳng tính của cô. Nhưng đến tháng 1 năm 2016, cô xác nhận chia tay Tiến Đạt. Vào khoảng thời gian đó lại xuất hiện hình ảnh Ha Ji-won thân mật với nam diễn viên hài Trấn Thành. Điều này khiến cô và Trấn Thành nhận về không ít gạch đá từ dư luận. Nhưng sự thật thì cô đã chia tay người cũ từ tháng 11 năm 2015. Bỏ ngoài tai tất cả, cô và Trấn Thành vẫn ở bên nhau. Đến cuối tháng 12 năm 2016, cô đã kết hôn cùng nam danh hài. Nhiều người cho rằng họ yêu nhanh cưới vội, còn một số người lại nghĩ đây chỉ là một kịch bản hôn nhân. Nhưng thực tế đã chứng minh tất cả. Sau 3 năm về chung sống một nhà, Ha Ji-won chưa bao giờ hạnh phúc như hiện tại. Có lẽ Trấn Thành là người duy nhất hiểu cô, bao dung và sẵn sàng che chở cho cô trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuổi thơ khó khăn bị kỳ thị của Ha Ji-won. Cô sinh ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, trong một gia đình có hai chị em, cha là người Việt Nam, còn mẹ là người Hàn Quốc. Mang tiếng sống ở đất thiểu đô, nhưng gia đình cô lại sống rất nghèo tại Hàn. Thời điểm bấy giờ, những cuộc hôn nhân đa quốc tịch luôn ít được chấp nhận và gia đình mẹ cô không đồng ý. Bản thân là con lai, từ nhỏ cô đã bị kỳ thị và không được bên ngoài yêu thương. Ký ức trong Ha Ji-won là một tuổi thơ trống trong căn phòng sập xệ, bố đi làm quần quật để nuôi gia đình. Những bữa cơm trên trường của nữ ca sĩ là cơm trắng với kim chi. Trong khi bạn bè có đủ thức ăn nhiều dinh dưỡng, dường như cái nghèo ngày đó đã in sâu vào tâm trí cô và trở thành nỗi ám ảnh. Cũng chính vì quá nghèo nên cô ước mơ sau này sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng, có thể thay đổi cuộc đời. Chưa dừng lại ở chữ nghèo, bà xã Trấn Thành còn phải đối mặt với căn bệnh ung thư và bố mẹ cô cũng phải gặp căn bệnh hiểm nghèo. Thời điểm đó là vào năm 2012, gạt nước mắt, cô kiên cường trải qua hai cuộc phẫu thuật để có thể khỏe mạnh như bây giờ. Con đường thành công của Ha Ji-won. Là vợ của nam danh hài nổi tiếng Trấn Thành, Ha Ji-won được biết đến với vai trò là ca sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình. Là người Hàn khởi nghiệp tại Việt Nam, cô ghi dấu ấn bởi nhiều ca khúc như Hương đêm bay xa, Khóc, Anh cứ đi đi. Mang hai dòng máu Việt Hàn, cô gái này với giọng nói lơ lớ đặc trưng và tính cách hồn nhiên, vui vẻ đã chiếm được cảm tình phần đông của khán giả Việt Nam. Hiện nay, cô xuất hiện khá nhiều trên show truyền hình và trở thành ngôi sao được săn đón nhất nhì showbiz. Trước khi khởi nghiệp tại Việt Nam, Ha Ji-won đã từng là thành viên một nhóm nhạc tại Hàn Quốc. Sau chuyến biểu diễn tại quê hương của cha, cô quyết định ở lại Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Khán giả Việt lúc bấy giờ rất hào hứng với trào lưu K-pop và họ cũng cảm thấy Ha Ji-won vô cùng đặc biệt khi là người Hàn nhưng lại có thể nói tiếng Việt. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn trong các bộ phim điện ảnh, đặc biệt là Chàng trai năm ấy khi cô kết hợp với nam ca sĩ đình đám Sơn Tùng MTB. Tiếp đến là Bệnh viện Ma, Trùm cỏ, 49 ngày, kết hợp với Trấn Thành, Nhã Vương, Trường Giang. Từ năm 2016, cô xuất hiện nhiều trong các game show với tư cách là giám khảo và người dẫn chương trình như Biến hóa hoàn hảo, Nhanh như chớp, trong giọng ca Bí ẩn, Người đẹp dẫn cùng ông xã Trấn Thành của mình. Cuộc đời của cô trải qua không ít thăng trầm. Năm 2017, Ha Ji-won đã phát hành cuốn tự truyện kể về cuộc đời của mình mang tên Cỏ Hạnh Phúc. Từ cô bé bán bánh mì cơ cực đến vị trí ngôi sao lai số 1 Việt Nam. Tham gia chương trình Khi đàn ông mang bầu, cặp đôi Ha Ji-won Trấn Thành tiếp tục gây xúc động cho khán giả. Bên cạnh những nỗ lực khi thực hiện thử thách về tạo dáng kết hợp giữa yoga và siết, gia đình Việt Hàn còn gây chú ý khi thuyết trình bài toán chi tiêu hàng ngày có phần viển vông nhưng lại vô cùng thực tế của Ha Ji-won. Cũng từ câu chuyện chi tiêu, Ha Ji-won xúc động chia sẻ về tuổi thơ cơ cực của mình. Hồi xưa Ha Ji bán bánh mì ở trong siêu thị, ai nghĩ Ha Ji-won sẽ trở thành ngôi sao, đâu ai tin được. Bà xã Trấn Thành tiếp tục bộc bạch. 11 tuổi, Ha Ji đã bắt đầu làm việc bán thời gian để kiếm tiền, để phục vụ cũng có, phát tờ rơi cũng có. Sau này mình cũng không nghĩ mình có thể trở thành nghệ sĩ, cứ ước mơ, cứ tin và cuối cùng thì ước mơ đã trở thành hiện thực.
Quả thật, hạnh phúc mà Harry Won đạt được ngày hôm nay được đánh đổi bằng nghị lực phi thường cùng biết bao mồ hôi, nước mắt của chính cô. Điều cô nàng từng chia sẻ trong dự án phim tài liệu được đài KBS thực hiện mang tên Harry Won, đứa con lai hàng Việt trước đó. Trong bộ phim tài liệu, nữ nghệ sĩ kể về quãng thời gian kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau nhưng vẫn không ngừng mong muốn được đứng trên sân khấu, cho đến khi xây dựng thành công sự nghiệp tại Việt Nam. Những hoạt động gần đây của Harry Won. Người đẹp Hàn Quốc mang hai dòng máu Việt Hàn cùng giọng nói lơ lớ chính là điều mọi người nhớ đến ca sĩ Harry Won. Tuy tham gia hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam hơi muộn, nhưng phải công nhận mức độ nổi tiếng của Harry Won không phải tầm thường. Trên trang cá nhân của mình, cô có hơn 7.000 lượt follow. Cô càng ngày càng xinh đẹp và tất bật với công việc của mình. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ ít đi quay hơn vì tình hình dịch bệnh và dường như mọi công việc đều bị trì hoãn. Cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc bên chồng và hai vợ chồng Shinri, hiện đang là cặp đôi hot chất showbiz. Từ một cô bé con lai bị kỳ thị sống trong nghèo khó, Harry giờ đây xinh đẹp và thành công. Trên hết, cô có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên cạnh ông xã của mình. Từng trải qua đau khổ, bệnh tật, nhưng cuối cùng người con gái ấy đã tìm thấy cỏ hạnh phúc của đời mình. Giờ đây hai người là cặp vợ chồng vô cùng ăn ý của showbiz Việt, luôn sát cánh bên nhau, cùng đi du lịch với bạn bè và người thân ở nhiều nơi. 20 năm trước, Harry Won là đứa con lai bị chối bỏ trên chính mảnh đất mình sinh ra. Song, chính nhờ sức mạnh tinh thần cũng như sự nỗ lực không ngừng, cô bé bán bánh mì ngày nào giờ đây đã trở thành một ngôi sao Harry Won. Điều này đã khiến cô gái có thể hoàn toàn tự tin và tự hào trên mảnh đất này. Ngoài ra, cô còn có một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn bên cạnh người chồng là nam danh hài Trấn Thành, mà cuộc sống của cô khiến bao nhiêu người phụ nữ mơ ước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh và nhớ like cũng như chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé.